Vâng, hello, em xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cubom TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cubom TV nhà em xin phép lên giới thiệu cho tất cả các bác nhà mình hai mã máy đục 17 ly hàng của Dicktông anh em nhé. Thì các bác biết rồi, Dicktông là thương hiệu hàng chính hãng, hàng công ty. Chất lượng thì cực kỳ là ngon và giá thành thì khá là ok, khá là ổn cho tất cả các bác nhà mình. Từ anh em thợ thuyền làm công trình chiến, các bác hoặc là các bác đi làm đồ điện nước chuyên đục phá này, thì chuyển cho em. Thì trước mắt anh em đây là hai mã đục 17 ly của Dicktông. Thứ nhất là mã 0811 này. À xin lỗi, thứ nhất là mã 0810 đục 17 ly của Dicktông. Và thứ hai là mã 0811, nó khác nhau cái thiết kế anh em nhé. Một con là con đầu vuông, một con là con đầu tròn và một con là con đầu vuông các bác nhé. Các bác có thể nhìn giúp em này. Thì sau đây anh em cùng em đi giới thiệu sơ qua về từng mã sản phẩm cho các bác luôn nhé. Đây, trước mắt anh em đây là con mã 0810 này, con đục 17 ly của Dicktông này. Nó sẽ được tặng hai mũi này, hai con được tặng hai mũi này, một mũi dẹt, một mũi nhọn này. Thứ hai này có cái tay mở này. Đấy. Và cái phiếu bảo hành. Bảo hành chính hãng cho các bác là 6 tháng trên toàn quốc anh em nhé. Dicktông thì con này cực kỳ là ngon rồi. Đây, anh em cùng em đi giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này, nặng dã hàng luôn. Cái hàng đục các bác cầm sản phẩm không biết trời ơi, chất lượng thế nào luôn. Mà giá thành thì em cam kết giá rẻ cho tất cả anh em luôn. Đây, logo là logo Dicktông, logo sập nổi tất cả các bác nhà mình luôn này. Thông số kỹ thuật anh em nhé. Con này mã máy là 0DK0810. Đó, con này công suất là 1250W này. Cắm điện lưới 220 và vòng tua của nó là 3000 vòng 1 phút anh em nhé. Đây, bật mở đấy anh em này. Đấy, có chốt giữ đây. Thì, úi trời, rất là nặng luôn. Em sẽ cắm thử vô nguồn điện cho anh em nhà mình xem một cái sản phẩm này luôn nhá. Dây cũng rất là ngon này. Dây nguồn cũng khá là ngon cho tất cả các bác nhà mình luôn. Xài bao chạy công trình cho anh em nhá. Rồi ok này, em đã cắm thử vô nguồn điện rồi. Thì sau đây các bác sẽ cùng em đi mở thử cho anh em xem này. Ui ui, quá. Ok anh em nhé. Đây, em sẽ bật. Ui, nặng quá luôn. Em sẽ bật thử bác kê tiếng máy luôn này. Con đục 17 ly hàng của Dicktông, con này là mã 0810, giá cho các bác rất là rẻ thôi. Sale cho các bác ngày hôm nay chỉ với giá là 1.450.000 anh em nhé. Dicktông này, cái thiết kế của nó, thiết kế cái đầu tròn, thiết kế đầu tròn đấy, trông mà rất là ok luôn nhá. Mà hàng thương hiệu, hàng chính hãng, hàng công ty, bảo hành đầy đủ 6 tháng cho các bác luôn. Anh em đi chơi, đi làm công trình chiến, chơi cái này cho em, làm điện nước này. Đó, thì sau đây các bác cùng em đi giới thiệu tiếp qua này. Tiếp đến cho em cái con mã 0811, mã đầu vuông anh em nhé. Một con mã đầu tròn và một con là mã đầu vuông. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em một con này luôn. Anh em thích thiết kế con mã nào thì có thì lấy con mã đó nhé. Tiếp đến các bác cùng em đi giới thiệu sơ qua về con mã đục 17 ly của Dicktông, mã 0811 anh em nhé. Vừa rồi các bác đã cùng em giới thiệu con mã 0810 rồi, thì các em sau đây các anh em cùng em đi giới thiệu con 0811 này. Đây, 0811 thì thiết kế của nó này, thiết kế trông rất là hầm hố, trông nhìn nó rất là hầm hố luôn anh em nhé. Công suất của nó là 1250 vòng một áo, xin lỗi, công suất là 1250W và vòng tua là 3000 vòng 1 phút cho em nhé. Thì sau đây các bác sẽ cùng em đi cắm thử vô nguồn điện cho bác xem luôn. Đây, bật mở đây, đúng công tắc bật mở đây anh em nhé. Dây nguồn cũng khá là ngon luôn, hàng Dicktông thì bao từ nói chung là từ cái hình thức bên ngoài trông nó rất là đẹp, rất là xuất sắc rồi, đến cái chất lượng bên trong. Logo thì đều là logo dập nổi nhá, bởi vì là hàng công ty mà. Hàng công ty đều là logo sập nổi luôn, chứ không phải như hàng chính hãng, hàng nhái. Mà giá thì bao rẻ sập sàn cho tất cả anh em luôn nhá. Rồi ok này, em đã cắm thử vô nguồn điện rồi và em sẽ test thử cho bác nghe cái tiếng máy của con này nhá. Con mã
Con mã đục 17 ly hàng của Đách Tông. Mã là 0811 cho anh em này. Ok này. Rất là ngon đúng không ạ? Wow. Thì cái mã 0811, cái con đầu vuông thế này trông nó khá là hầm hố này, thì nó chỉ khác nhau ở thiết kế một chút thôi. 0811 thì xin phép sale cho các bác chỉ với giá là 1.500.000 anh em nhé. Thì sau đây các bác sẽ cùng em đi test thử chức năng của con máy đục bê tông của Đách Tông anh em nhé. Máy đục 17 ly của Đách Tông luôn nhé. Và sau đây thì em sẽ test thử chức năng đục với con đục 17 ly của Đách Tông mã 0810 anh em nhé. Và sau đây thì em sẽ test thử chức năng đục với con mã đục 17 ly của Đách Tông mã 0811. Con này thì trông khá là hầm hố và rất là ngon đúng không anh nhé. Và vừa rồi các bác đã cùng em đi test thử chức năng đục với con chuyên đục 17 ly hàng của Đách Tông rồi. Thực sự nó khá là ngon và rất là khỏe luôn anh em nhé. Thì con thương hiệu hàng chính hãng, hàng công ty này, bảo hành đầy đủ 6 tháng trên toàn quốc cho tất cả các bác mình luôn. Và ngày hôm nay thì giá sale cực kỳ ưu đãi tới tất cả các bác như mình luôn nhé. Thì mã máy khoan đục 17 ly hàng Đách Tông mã 0810 như thế này xin phép bán cho các bác chỉ với giá là 1.450.000. Và mã đục 17 ly của Đích Tông mã 0811 như thế này xin phép bán cho bác là giá là 1.500.000 anh em nhé. Thì hai mã máy này nó công suất đều là 1.250W, nó chỉ khác nhau về cái thiết kế thôi, nên anh em có thích cái thiết kế mã nào thì có thể là alo bên em với các đầu số em để trên màn hình anh em nhé. Đây con này này, cái hộp mở máy nó bằng kim loại luôn các bác nhé, hộp đựng máy là bằng kim loại luôn và có tặng đầy đủ cho anh em là hai mũi đục để về các bác có thể sử dụng được luôn. Giá thì bao rẻ cho anh em luôn, hàng chính hãng, hàng công ty và giá rẻ sập sàn các bác nhé. Thì các bác có nhu cầu với mã máy nào thì có thể là liên hệ cho bên em qua hai cái đầu số em để trên màn hình, hoặc là các bác để lại số điện thoại trực tiếp bằng chữ tại video này thì bên em sẽ có người alo tư vấn cho anh em nhé. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ.